chúng ta về hướng này, chúng ta rẽ trái đó của chú các bạn, thì chúng ta sẽ chạy về phường An Lạc luôn. Sau đây mời cô chú và các bạn dạo cái tuyến đường nông thôn vào buổi chiều từ cầu Sở Thượng, trải nghiệm tham quan qua màn ảnh nhỏ luôn. Cái này ban đêm cầu rồng rất là đẹp luôn cô chú. Xin chào cô chú cùng toàn thể các bạn, rất vui gặp lại cô chú và các bạn trong video tiếp theo. Thì những ngày đầu năm mới, kính chúc cô chú và các bạn thật nhiều niềm vui ha, thật nhiều sức khỏe. Happy New Year. Sau đây mời cô chú và các bạn chúng ta sẽ dạo cầu Sở Thượng, nơi chúng ta đang đứng đây nè cô chú và các bạn, thuộc ấp Tân Hòa của xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Nếu mà chúng ta qua cái cầu này thì chúng ta sẽ qua bên huyện Hồng Ngự. Sau đây mời cô chú và các bạn chúng ta sẽ dạo từ cái cầu này về đến cầu Rồng của thành phố Hồng Ngự luôn nha cô chú các bạn. Rồi mời cô chú các bạn chúng ta bắt đầu dạo nha. Đây là cầu Sở Thượng của chú các bạn. Cầu Sở Thượng là kết nối đôi bờ của ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự cô chú và các bạn. Cầu rất là rộng ha, rất là đẹp luôn. Nếu mà chúng ta qua bên cây cầu Sở Thượng này, chúng ta rẽ phải lên đó cô chú các bạn, thì chúng ta sẽ về cầu Muốn. Cải sách á, của huyện Hồng Ngự là Thượng Thái Hậu A. Còn nếu chúng ta về hướng này, chúng ta rẽ trái đó cô chú các bạn, thì chúng ta sẽ chạy về phường An Lạc luôn. Sau đây mời cô chú và các bạn dạo cái tuyến đường nông thôn vào buổi chiều từ cầu Sở Thượng đến phường An Lạc và đến cầu Rồng luôn nha. Mời cô chú và các bạn dạo quanh tuyến đường này. Trong những ngày đầu năm mới, Dùng BTV không quên kính chúc cô chú và các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc, cũng như là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Từ cầu Sở Thượng của xã Tân Hội của chú và các bạn, chúng ta qua cầu đó là kết nối giữa xã Tân Hội thành phố Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự. Ở bên đây là thuộc thường lạc của chú và các bạn. Đường khá là khang trang nhưng mà cũng hơi hẹp á cô chú. Chạy xe lưu thông trên đường thì cũng nên chạy chậm ha. Cái này trong cái phần có giới thiệu á, ta gọi là dùng tứ thường cô chú và các bạn. Cầu Sở Thượng á, cầu Sở Thượng, cầu Sở Hạ. Mới nãy chúng ta đang qua cầu là chúng ta qua cầu Sở Thượng. Ở vùng nông thôn mình buổi chiều rất là đẹp cô chú và các bạn ha, rất là nhiều làng bè luôn á, bè người ta nuôi cá. Rồi tiếp đến chúng ta cầu này là chúng ta sẽ chạy hướng về phường An Lạc của thành phố Hồng Ngự. Đường rất là rộng thoáng, rất là láng luôn cô chú và các bạn. Lưu thông rất là thoải mái ha. Buổi chiều thì không khí rất là mát mẻ. Vùng biên TV kính chúc cô chú và các bạn một buổi chiều thật nhiều niềm vui, thật ấm áp bên gia đình và người thân nhé. Cô chú và các bạn xem video, like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh ủng hộ. Xin cảm ơn cô chú và các bạn rất là nhiều ạ.
trong những ngày đầu năm mới, năm Nhâm Dần 2022, kính chúc cô chú và các bạn cũng như là mọi người trên cả nước cũng như là đang xem video á, thật là nhiều hạnh phúc, an khang thịnh vượng luôn. Ở bên mé sông này có một cái làng bè, chú và các bạn. Mình đang chạy là cái bên tay trái mình là một cái con sông á, sông đó gọi là sông Sở Thượng á. Ở đây chúng ta đang lưu thông là xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự của chú và các bạn ơi. Phía trước mặt mình là trạm y tế xã Thường Lạc ha. Chúng ta đang lưu thông trên huyện Hồng Ngự á. Năm 2009 đó của chú các bạn thì thị xã Hồng Ngự rồi tách ra là huyện Hồng Ngự. Chúc cô chú cùng các bạn ha, làm gì thì được nấy ha, làm lúa thì trúng mùa, nuôi cá thì được giá, cũng như là các tiểu thương đồ đó mua bán thì lúc nào á. Ở đây là có một cái phủ thờ, mua bán thì mua mai bán đắt luôn cô chú và các bạn. Rất mong là cái video này sẽ đem đến cho cô chú và các bạn thật nhiều niềm vui ha, cũng như là sẽ được du lịch tham quan một cái vùng quê buổi chiều qua màn ảnh nhỏ ha. Ở nông thôn mình bây giờ nhà cũng như là lộ nông thôn của chú và các bạn rất là khang trang luôn, nhìn bên dãy nhà bên kia rất là đẹp nè. Ở đây chúng ta đang lưu thông trên ấp 2, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp của chúng và các bạn. Chúng ta lưu thông hướng này là chúng ta sẽ chạy về thành phố Hồng Ngự á. Cầu này là cầu Tứ Thường cô chú và các bạn. Kinh này là kinh Tứ Thường đó em. Đường nông thôn bây giờ rất là rộng thoáng, kết nối rất là nhiều cái tiến lộ liên thông từ ấp với ấp, xã với xã của chú và các bạn để nhằm tạo điều kiện thông thương cho mọi người lưu thông cũng như là chuyển giao nhu yếu phẩm đó một cách thuận lợi trong những cái mùa vụ cũng như là những cái mùa mưa không có bị lầy lội của chú và các bạn. Trời như thế này rất là xe lạnh của chú các bạn. Tiết trời giao mùa, chuẩn bị bước sang mùa xuân, đón chào năm mới á. Cô chú và các bạn xem video nhớ like, đăng ký, chia sẻ kênh ủng hộ nha. Xin cảm ơn cô chú và các bạn rất là nhiều.
chúng ta chạy lưu thông hai bên đường của chú các bạn, xoài á nở hoa rất là thơm luôn. Cái mùi bông xoài á, nó có cái mùi thơm, nó cũng ngào ngạt nhẹ, rất là dễ chịu á. Cái không khí là rất là ấm áp luôn cô chú các bạn. Cái không khí là có cái hương vị của Tết đó cô chú và các bạn. Buổi chiều ở nông thôn chúng ta được nghe những cái thông tin truyền thông, thông tin tuyên truyền, những cái trang tin địa phương cũng như là những cái trang tin cập nhật trong cái mùa dịch Covid đó, cô chú các bạn rất là tiện lợi, cũng như là mang đến cho người dân một cái thông tin để mà cập nhật, để mà hiểu biết thêm về cái cuộc sống thường ngày cũng như là những thông tin về dịch bệnh Covid đó. Ở đó có một cái đình thần là cô chú các bạn chúng ta mới chạy qua. Bên đây là cái đình Thường Lạc ha. Ở đây tới trường tiểu học An Lạc 1 cô chú các bạn, thuộc thành phố Hồng Ngự rồi. Chúng ta đến địa phận của thành phố Hồng Ngự của chú các bạn. Cái đình thần này hôm trước trong cái video có chia sẻ của chú các bạn đấy. Trùng tu những cái đình thần của chú các bạn, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm 100 đến 200 năm, cho nên là cũng được các cơ quan ban ngành trùng tu lại để mà tưởng nhớ ghi công các anh hùng, các vị tiền nhân đã có công đóng góp cho cái vùng đất của quê hương Hồng Ngự giàu đẹp á. Cái mùi bông xoài từ đó giờ mới biết cô chú chạy trên đường này cũng như các bạn, nó có cái mùi thơm chắc là ngào ngạt á. Cái mùi thơm với không khí giống là như Tết cổ truyền luôn. Tiết trời thì xe lạnh mát mát mà cái hương thơm thoang thoảng của mùi bông xoài với bông này bông kia chắc là thơm ngào ngạt. Xem video cô chú có thể là các bạn nhắn bình luận like. Tại vì cô chú và các bạn bình luận like là một cái niềm vui á, khi mà mỗi người ai làm kênh YouTube cũng vậy, khi được like hoặc là bình luận chia sẻ những thông tin á thì cảm thấy rất là vui á. Chúc mong cô chú và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ nha. Bên đường có nhiều ngôi nhà mọc rất là khang trang, rất là đẹp, mát mẻ quá em, rất là mát luôn cô chú. Xung quanh hai bên đường chạy cái tuyến đường này rất là thích, cây cối hai bên đường nở hoa như cây xoài me hoặc là những cái cây hoa hoàng yến á. Cái không khí rất là ấm áp cũng như là gần đến Tết nguyên đán cổ truyền của cô chú và các bạn.
Ồ, nhà đẹp quá, tuyệt vời luôn. Biết chừng nào mới có tiền cắt được cái nhà gì. Xin nhắc lại cô chú các bạn ha, chúng ta đang lưu thông trên cái tuyến đường thuộc phường An Lạc của thành phố Hồng Ngự rồi đó nha cô chú và các bạn. Chúng ta qua huyện Hồng Ngự rồi, chúng ta đang lưu thông đến phường An Lạc và chúng ta đến cầu Rồng ha, là kết thúc video luôn. Lâu lâu quay tuyến đường nông thôn cho cô chú và các bạn xem coi sự thay đổi và phát triển của ở những cái vùng nông thôn cũng như là đặc biệt là vùng quê Hồng Ngự ha, thay đổi như thế nào, chắc là thay đổi lúc cô chú và các bạn. Khang trang đường xá rất là đẹp luôn. Video hơi dài tí, cô chú cũng thông cảm nha, quay cho nó hết một cái tuyến đường để chúng ta trải nghiệm tham quan qua màn ảnh nhỏ luôn. Đấy, cái này là chúng ta đến phường An Lạc luôn nè cô chú và các bạn. Còn một chút xíu nữa là chúng ta sẽ rẽ đến cầu Rồng á của thành phố Hồng Ngự. Cái này là phường An Lạc đấy em. Đò bánh mì nè. Sao? Một từ đây cô chú các bạn nha. Ở đây là thuộc khóm Sở Thượng, phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự của chú và các bạn ơi. Rất là khang trang luôn. Ở bên trong đây là nhà lòng chợ ha, đang tu bổ đây đón năm mới nè. Đây trước cửa của chợ phường An Lạc ha, có những cái chậu bonsai rất là đẹp luôn nè. Rồi đến đây là chúng ta đến cái tỉnh lộ 841, hướng về trên là chúng ta sẽ về trung tâm hành chính của huyện Hồng Ngự ha, cũng như là thị trấn Thường Thới Tiền. Còn chúng ta về hướng này là chúng ta sẽ đến thành phố Hồng Ngự nè, gần đến cầu Rồng rồi cô chú và các bạn. Lên đây chúng ta có thể đứng ở cầu Rồng, chúng ta ngắm cái dòng sông với cô chú các bạn, sông Sở Thượng. Rồi cái này ban đêm cầu Rồng rất là đẹp cô chú và các bạn. Chúng ta đứng đây ha, rồi quay cô chú các bạn xem. Đây là con dòng luôn chú các bạn đấy. Cái này là làng bè đấy. Rồi mời cô chú các bạn chúng ta bắt đầu lưu thông nhé.
Rồi video giới thiệu từ cầu Sở Thượng, ấp Tân Hòa, xã Tân Hội đến cầu Rồng tạm khép lại. Kính chúc cô chú và các bạn thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, cũng như năm mới luôn thành công, mua mai bán đắt ha. Còn ai trồng lúa thì bán được năng suất có giá nè, còn nuôi trồng thủy sản thì trúng mùa trúng giá luôn. Video tạm kết thúc. Xin chào cô chú cũng như các bạn, hẹn gặp lại video sau ạ. Video đến đây tạm kết thúc. Kính chúc cô chú cùng toàn thể các bạn năm mới vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc nha. Happy New Year. Hẹn gặp lại video sau.